Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng, sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Còn có điểm yếu nào không? Dạ, điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt. Cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ, cho nên đôi khi mọi người sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. Dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có mấy mối tình rồi em? Dạ, em có một mối tình. Một mối dài không? Dạ, hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ, một phần còn cách xe. Với cách là xa. Lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Dạ, với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định coi dừng lại. Rồi. Dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ, cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ, 5 năm rồi hả? Dạ. Rồi còn em? Dạ, em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ, sau đó thì em không có một mối tình nào khác cả. Không tin được luôn á, thực sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, thực sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ, em thích một mẫu người đàn ông mà yêu thương gia đình và vợ con giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ, ngoại hình thì em muốn một người thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Áp lực không? Dạ, hơi hồi hộp trước. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Cô bồ nhà trai đi chứ. Cừ quá. Là không có giống Obama, tại giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Rồi, cho tôi xem mặt đàn gái coi. Chào em gái. Dạ, em chào chú Minh Linh ạ. Dạ, em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Cô gái không thích đàn ông ở điều gì? Dạ, em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ, chừng mực ở đây. Chừng mực, cái này khó quá. Dạ, chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét. Luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Rồi. Giấu cảm xúc đó, người phải biết giấu cái cảm xúc. Khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ đó hết. Bây giờ anh thích người phụ nữ như thế nào? Dạ, em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử. Bên kia chắc được á. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ được rồi. Em không thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ đâu. Chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm, những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi. Đúng rồi. Em đi với ai vậy? Dạ, em đi với em trai của em. Trai dễ thương con ha. Xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con. Em xin chào anh trai. Chào và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào. Và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết. Nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn. Cần một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều. Tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị hai, em mong chị hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu. Rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Yeah. Xin cảm ơn. Trời dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ, đi mình. Mình hả? Được rồi, vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh dạ. Để ủng hộ em. Dạ, bây giờ mở rào, hai đứa gặp mặt nha. Gì? Mở rào. Việc của mình là tấn công nha. Chào em.
Anh rất vui được gặp em, có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Cái đây rồi. Rồi mở ra. Cái đây nữa là cái tiệc cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Rồi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình. Dạ, cảm ơn anh. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Rồi, Hiếu tặng cô cái gì ạ? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một người bạn đời của anh. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Hai bạn ở cũng không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Bây giờ lại gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này. Dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương, xinh xắn. Nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng anh hay ít nói, ngại ngùng một xíu. Dạ. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng với là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Mình hát bài đến nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngón hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Được. Là cậy ông Quyền Linh đó. Cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc trước đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh, cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh, hát tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Thôi bây giờ mình vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Nãy giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Bây giờ chưa? Là em bước tới nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ, dạ. Cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Giờ cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Thì mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những cái khuyết điểm. Mình cứ thay cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình. Cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Cảm ơn em. Dạ. Về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi giao lưu với nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó sau bài tiếng đếm nha. 1 2 3. Rồi, không bấm hả? Dạ con xin lỗi, con không bấm ạ.
Lý do tại sao vậy em gái? Thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì để người khác hiểu lầm. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha.